Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Thật là tuyệt vời! Quý vị có vui không? Cảm ơn Chúa vì trong mùa Giáng sinh, chỉ đến đêm hôm qua thì là chương trình truyền giảng Giáng sinh mới kết thúc. Cho nên ngay tại thời điểm mà các bạn trong ban media làm cái video tổng kết, thì lúc bây giờ còn một số hình ảnh từ Bến Cát, Bình Dương chưa gửi về và phải gọi điện để nhận những hình ảnh đó. Đêm hôm qua thì một nhóm tế bào ở tại Bến Cát đã tổ chức truyền giảng và đã có hơn 30 người tin nhận Chúa tại đó. Tôi và nhà tôi không cần có mặt, bởi vì chúng ta biết là một người không thể làm hết được mọi điều đâu. Và cảm ơn Chúa là Chúa dấy lên rất nhiều người. Chúng tôi nghe kể lại ở trong các nhóm tế bào, lúc đó khả năng của rất nhiều người đã được phát lộ ra. Bởi vì ở trong một cái buổi nhóm lớn như thế này thì nhiều khi không có cơ hội, với lại cũng không thuận tiện để đứng lên. Nhưng mà ở trong nhóm tế bào chúng ta có toàn quyền. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Những nhóm tế bào chỉ mới bắt đầu được hình thành chừng nửa năm qua thôi, nhưng mà cảm ơn Chúa đem lại một cái sức sống vô cùng tuyệt vời. Và tôi khích lệ tất cả quý ông bạn chị em, chúng ta sẽ tiếp tục đẩy mạnh điều đó. Ngày Chúa Nhật chúng ta đến với nhau như thế này để thờ phượng Chúa, để Chúa nhắn nhủ với chúng ta, để chúng ta biết rằng mình thuộc về một gia đình rất lớn có mặt ở khắp mọi nơi. Nhưng mà chỉ đến với nhau trong ngày Chúa Nhật thì không đủ. Chúng ta chọn một nơi nào đó ở gần mình, với những người hợp với lứa tuổi của mình, để đến, để có thể trải lòng mình ra, để có thể chia sẻ những trăn trở, những gánh nặng, thậm chí những khúc mắc trong đời sống, những thắc mắc về Chúa nữa, để ở đó chúng ta được học tập lẫn nhau. Và quý vị nhớ là tuần trước chúng ta học bài học về Marie, cô gái 16 tuổi đó được thiên sứ hiện ra và báo tin rằng cô sẽ có thai và sanh một trai. Không thể chịu nổi, rất bối rối, phải nói là sốc. Và ngay lập tức cô nghe nhắc đến người chị bà con của cô là Elizabeth, đã bị son sẻ nhiều năm nhưng mà bây giờ nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh cũng đã có thai. Thế là cô tìm cách chạy đến thăm Elizabeth, và cô ở lại đó với chị của mình trong 3 tháng để đức tin hai người khích lệ lẫn nhau. Và rồi cô biết rằng những gì Chúa nói qua thiên sứ là thật, bởi vì không phải một mình cô nhận được mà người khác cũng nhận được như vậy. Quý vị đồng ý không? Nếu chúng ta tin Chúa, nhiều khi mình cảm thấy cô đơn, không biết là mình có phải là đột biến không. Nhưng mà khi chúng ta đến với nhóm tế bào, chúng ta nghe những người khác kể ra những cảnh ngộ giống y như mình, thậm chí còn tệ hại hơn mình mà Chúa giải quyết, thì đức tin của chúng ta được nâng lên. Và khi có đức tin, chúng ta ở đẹp ý Đức Chúa Trời, Ngài lại tiếp tục vận hành, tiếp tục vận hành. Cảm ơn Chúa vô cùng. Chúng ta tưởng tượng là số người mà chúng ta đang nhóm ở đây, nếu 300 người trở lại tin nhận Chúa trong mùa Giáng sinh, thì chắc chắn là không có chỗ, phải không? Và tôi cũng cầu nguyện, xin Chúa cho hội thánh của chúng ta có được một chỗ lớn hơn, rộng hơn. Và tôi thật sự tin rằng Chúa Ngài yêu những con người hư mất. Ngài còn lo toan đến họ nhiều hơn chúng ta quan tâm đến họ nữa. Và chúng ta biết rằng đất và muôn vật trên đất, thế gian và mọi vật ở trong đó đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Ngài sẽ ban cho nếu điều đẹp ý Ngài. Và hãy hiệp với chúng tôi để cầu nguyện, góp phần dâng hiến. Hy vọng Giáng sinh năm tới chúng ta sẽ không nhóm tại đây nữa đâu, sẽ có một chỗ gấp 5 lần như thế này. Tôi có đức tin như vậy. Và tại chỗ mà chúng ta đang đứng ở đây cũng là kết quả của đức tin. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa cho chúng ta hãy khích lệ lẫn nhau, bởi vì chúng ta tin vào một Đức Chúa Trời toàn năng. Ngài là đấng sống, nhìn thấy
mọi ao ước của chúng ta. Quý vị hãy đăng ký để nói rằng cho tôi được tham gia một nhóm tế bào, thậm chí khu vực của mình chưa có, thì nói làm sao để giúp tôi thành lập một nhóm tế bào. Ở đó chúng ta sẽ có nơi để đến cùng với nhau. Cảm ơn Chúa. Chúng ta bước vào lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Tất cả chúng ta đều trải qua mùa Giáng sinh, và chúng ta đã nghe rất là nhiều sứ điệp Giáng sinh, kể cả sứ điệp truyền giảng, kể cả những bài dành cho tín hữu. Và chúng ta quen thuộc với một câu ở trong Giăng đoạn 1 câu thứ 12, đó là Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình không hề nhận lấy. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì được ban cho quyền phép trở nên con Đức Chúa Trời, tức là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Ở trong câu Kinh Thánh đó chúng ta thấy rằng sự kiện diễn ra nhưng mà có hai kết quả khác nhau. Sự kiện đó là Chúa Giê-xu đã từ trời đến trong thế giới này 2023 năm. Tuy nhiên, ngày hôm nay 2000 năm vẫn luôn luôn có hai kết quả nếu chúng ta phân loại. Kết quả thứ nhất đó là không nhận Ngài. Có rất nhiều người ngày hôm nay vì lý do nào đó không nhận Ngài, và cuộc đời của họ cứ ở trong tâm tối. Nhưng kết quả thứ hai đó là bất kỳ ai đã nhận Ngài thì được ban cho quyền phép trở nên con cái. Cảm ơn Chúa, chúng ta là những người đã nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình và được nhận lấy quyền phép trở nên con Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta có quyền kêu cầu cùng Chúa, chúng ta có quyền cầu xin cho mình, có quyền cầu xin cho người khác. Thật là tuyệt vời. Và chúng ta biết rằng luôn luôn tồn tại hai kết quả. Kết quả thứ nhất hay là hệ quả thứ nhất là những người không nhận Ngài. Hệ quả thứ hai đó là những người nhận Ngài. 600 năm, 500 năm trước Chúa Giáng sinh thì là Chúa đã dùng tiên tri Ê-sai để nói như thế này: vì có một con trẻ được sinh cho chúng ta, tức là một con trai được ban cho chúng ta. Quyền cai trị sẽ đặt trên vai Ngài. Danh Ngài là Đấng Kỳ Diệu, Đấng Cố Vấn, Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha đời đời, Chúa Bình An. Không còn nghi ngờ gì nữa khi Kinh Thánh nói về sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu, hay là những sự kiện xoay quanh sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu, thì chúng ta nhớ là Kinh Thánh nói có sách, có bằng chứng rõ ràng. Thí dụ như trong câu chuyện Chúa Giáng sinh ở Luca đoạn 2 thì bắt đầu như thế này: lúc ấy Caesar Augustus ra chiếu chỉ kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện trong thời Quirinius làm tổng đốc xứ Syria. Chúng ta hãy nghe Luca đoạn 3 câu 1 nói gì. Năm thứ 15 dưới triều Caesar Tiberia, khi Pontius Pilate làm tổng đốc xứ Giu-đê, Herod làm vua chư hầu xứ Galilê, Philip em vua ấy làm vua chư hầu xứ Iturê, và Traconis Lysania làm vua chư hầu xứ Abilene, Anne và Caiphe làm thầy tế lễ thượng phẩm. Có lẽ lần đầu tiên mà chúng ta nghe những cái tên này đó, thấy không có ý nghĩa gì, mà thậm chí còn nhức đầu nữa, phải không? Sao mà mấy cái tên nước ngoài khó đọc, khó hiểu, khó nghe, không hiểu gì hết. Nhưng mà nếu chúng ta có thể diễn giải như ngày hôm nay, đó là lễ Giáng sinh 2023 được tổ chức tại phường 25 quận Bình Thạnh, Văn Thánh Bắc. Lúc bấy giờ Việt Nam ở dưới quyền của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thành phố Hồ Chí Minh ở dưới quyền của Chủ tịch gì đó, Campuchia ở dưới quyền của Thủ tướng tên gì đó. Ý nghĩa của những phần Kinh Thánh này là như vậy. Và điều đó cho biết rằng khi Kinh Thánh nói một sự kiện
không phải là mù mờ, mà là chính xác 100%. Vào thời của hoàng đế Augusta thì điều đó đã xảy ra. Rồi Quirinio thì làm quan tổng đốc của xứ Syria. Vào lúc Giăng Báp-tít sắp được sanh ra thì là ở dưới triều của Caesar Tiberius, Pontius Pilate làm tổng đốc Giu-đê, Herod làm vua chư hầu xứ Galilee, Philip em vua ấy làm vua chư hầu xứ Iturê, Anne và Caiphe làm thầy tế lễ thượng phẩm. Chúng ta biết là nghe nói tổng thống Hoa Kỳ, tổng thống Bush làm tổng thống thì có khi lẫn lộn. Tại vì đó có hai ông Bush. Một ông Bush là cha và ông đã làm tổng thống, sau đó hết nhiệm kỳ ông xuống. Sau đó nhiều năm thì một ông Bush con cũng tên là Bush, cho nên chúng ta nghe rằng đó là ông Bush nhưng mà không hiểu ông Bush nào. Và ở đây Kinh Thánh cẩn thận khi nêu ra những chi tiết, những nhân vật như vậy thì đó là sự thật. Và tôi muốn chia sẻ điều đó để nói với tất cả quý ông bà anh chị em, những người đang có mặt ở tại đây, những người đang xem qua internet, rằng những gì mà chúng ta học từ trong lời của Chúa là thật. Không phải những người tin lành đến để tin vào những cái điều mê muội như người ta nghĩ rằng tôn giáo là thuốc phiện ngu dân. Chúng ta tin vào Đức Chúa Trời đang sống. Ngài là đấng kiểm soát từng lịch sử, Ngài là đấng cho mọi sự diễn ra chính xác, không thể chạy vào đâu được cả. Và điều đó có bằng chứng rất rõ ràng. Hôm nay là Chủ nhật cuối của một năm 2023. Và chúng ta đã trải qua một năm nhiều thăng trầm, nhiều buồn, nhưng mà cũng có rất nhiều điều vui. Ngày mai chúng ta bước qua một năm mới rồi. Có lẽ khi nghĩ đến năm mới chúng ta sợ hãi, vì rõ ràng là bóng dáng của suy thoái kinh tế, mất việc làm, doanh nghiệp bị đóng cửa, buôn bán ế ẩm. Đọc tin tức trên báo thì mặt bằng bị ế ẩm, phải trả mặt bằng. Nhiều điều. Nhưng sáng hôm nay thì tôi muốn đem lời của Chúa là lẽ thật đến với mỗi chúng ta là người thuộc về Ngài. Dầu cho thế giới có đảo điên, dầu cho chúng ta có rơi vào hoàn cảnh như thế nào, thì hãy nhớ rằng tất cả những gì mà Chúa phán với chúng ta là thật. Tất cả những gì được ghi ở trong lời của Chúa là thật. Chúng ta vừa kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng sinh, nhìn thấy hình ảnh của một con trẻ tầm thường, đơn sơ, yếu ớt, không có một chút năng quyền gì, nằm trong máng cỏ. Nhưng Kinh Thánh cho biết rằng con trẻ ấy là đấng kỳ diệu. Kỳ diệu có nghĩa là vượt quá sức tưởng tượng. Ai trong chúng ta đến với Chúa, chúng ta cũng sẽ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Bởi vì tôi vốn không phải là như vậy, mà sao sau những năm tháng tin nhận Chúa thì tôi lại được như thế này. Chúng ta nghe lời làm chứng của cô Hoa lúc nãy, gần 40 năm phục vụ Chúa, tôi vẫn không ngớt ngạc nhiên bởi vì trường hợp ung thư như anh Bắc mà bây giờ không còn nữa. Nhóm tế bào ở tại nhà của chị Châu, chồng của chị Châu là anh Nghĩa, tôi biết rất rõ, anh đã từng đứng ở tại đây. Anh nói mỗi ngày phải ít nhất là 4 lon bia, bao nhiêu năm là như vậy đó. Nhưng mà rồi một ngày kia khi phát hiện ra bị ung thư, anh quyết định bỏ, tưởng là đã chết từ lâu rồi. Nhưng mà bây giờ anh vẫn còn sống khỏe mạnh, và đó là lý do mà anh mời mọi người về nhà mình để nhóm tế bào. Chúng ta nghe câu chuyện của bà Hai Nương. Bà kêu cầu Chúa, đứa con của bà té từ trên lầu 2 xuống, nằm đó hôn mê, máu chảy ra trong não rất nhiều. Bác sĩ không can thiệp gì cả bởi vì nói rằng hôn mê một lát, la một lát rồi thì cũng chết thôi, làm chi cho mệt. Nhưng mà khi bà kêu cầu Chúa thì anh ta bừng tỉnh dậy. Chúng ta đã nghe rất nhiều người đứng ở đây hàng chục năm nghiện ngập ma túy, bị HIV, không còn một chút hy vọng nào sống nữa. Nhưng rồi ngày hôm nay có một gia đình hạnh phúc, bác sĩ nói không thể nào sanh con, sanh đứa thứ nhất, đứa thứ hai, đứa thứ ba, đứa thứ tư.
Không phải là một trường hợp mà rất nhiều trường hợp. Và cảm ơn Chúa, đó là kết quả của ai nhận Chúa Giêsu. Con trẻ rất tầm thường và người ta coi thường. Thế giới ngày hôm nay nói rằng, ôi theo đạo không có văn minh gì hết. Đó là loại người thứ nhất. Nhưng mà chúng ta chọn là loại người thứ hai. Bất kỳ ai nhận Ngài thì được ban cho quyền phép trở nên con Đức Chúa Trời, tức là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Bởi vì Ngài là đấng kỳ diệu. Chiều hôm qua thì anh Diện, vợ chồng anh Diện ở trên Đồng Nai gọi điện thoại cho nhà tôi, nói cô ơi, cô có lên chở chuối cho Thiên Ca không? Nhà tôi hỏi là chuối gì? Thì anh nói rằng có hơn 400 ký chuối, lẽ ra là xuất khẩu, nhưng mà không hiểu vì lý do nào mà nó ở đây, cho nên á, bây giờ trở về đi cho hội thánh. Và sáng hôm nay đã phát cho lễ nhất rồi. Một lát nữa không biết lễ hai có còn chuối hay không. Nhà tôi gật đầu là vẫn còn. Đó. Và anh đưa lên trên xưởng của anh. Tôi nhìn qua hình, tôi nói, ủa đây là xưởng của anh chị hả? Thì anh chị mới nói rằng, không, cái xưởng này là xưởng của nhà. Còn ngày xưa chúng tôi có thuê một chỗ ở trong doanh trại quân đội đó, là đã bị lấy lại rồi. Và tôi rất nhớ rất rõ, 2-3 năm trước thôi, hội thánh cứ luôn cầu nguyện, Chúa ơi, xin Ngài ở vùa giúp cho anh Diện, bởi vì anh thuê một cái chỗ để làm cái xưởng sản xuất, mà bây giờ quân đội người ta chèn ép, người ta đòi lấy lại. Cầu nguyện mãi người ta vẫn cứ lấy. Ngày hôm qua thì tôi nói, có phải là Chúa ép mình để trả lại cái xưởng đó không? Chị nói, đúng rồi đó mục sư. Nếu mà để cái xưởng đó còn đến ngày hôm nay đó, thì không biết làm sao mà gánh nổi nữa. Cho nên Chúa biết điều mình không biết. Và ngày đó hội thánh cầu nguyện, nhưng mà Chúa vẫn để cho người ta lấy lại cái xưởng, để anh đóng cửa, để anh dời đi. Và bây giờ không cần phải nợ nần gì nữa cả, bởi vì đã thu gọn cái việc sản xuất của mình trở về trong tầm tay rồi. Rõ ràng Chúa là đấng cố vấn, Chúa là Đức Chúa Trời quyền năng, Ngài là Cha đời đời, Ngài là Chúa bình an. Buổi sáng hôm nay tôi muốn khích lệ quý ông bà anh chị em, ngày Chủ nhật bận bao nhiêu đi nữa cũng hãy đến. Đến để được nghe những lời làm chứng, đến để lời của Chúa làm cho linh hồn của chúng ta được sống động, đến để nghe những lời thờ phượng Chúa, để ở đó Chúa vỗ về ôm ấp chúng ta, và chúng ta cảm nhận một sự bình an lạ lùng không thể tìm được ở bất cứ nơi nào ở trên thế giới này. Hãy đến, đừng bỏ qua. Tôi xin đọc cho chúng ta nghe cảm nhận của tác giả Thi Thiên. Thi Thiên đã nói như thế này, Thi Thiên 73. Thi Thiên này của một người có tên là Asaph. Về phần con, chân con gần vấp ngã, suýt chút nữa bước con bị trượt. Vì khi con thấy sự thịnh vượng của kẻ ác thì ganh ghét kẻ kiêu ngạo. Vì chúng nó chẳng bị đau đớn khi chết, thân thể chúng vẫn mập mạnh, chúng chẳng gặp rối ren như những người khác, cũng không bị tai họa như người đời. Khi con suy ngẫm để hiểu rõ điều ấy thì con cảm thấy cực nhọc phiền lòng. Không phải chúng ta ngày hôm nay, mà là nhiều ngàn năm trước, những người thuộc về Chúa nhìn quanh ra ngoài xã hội, nhìn những người không có Chúa chung quanh, thì ông nói, con không thể hiểu được Chúa ơi, con bối rối quá. Tại sao có Đức Chúa Trời mà kẻ ác thì lại được thịnh vượng, trong khi người thuộc về Chúa thì đầy dễ tai họa? Kẻ ác thì lại giàu có, kẻ ác thì muốn gì được nấy, thân thể của chúng nó không hề bị đau đớn, chúng nó chết một cách yên ổn. Tại sao? Và ông nói như thế này, khi con suy ngẫm để hiểu rõ điều ấy thì con cảm thấy cực nhọc phiền lòng. Bây giờ chúng ta nghe tiếp.
cho đến khi con vào nơi thánh của Đức Chúa Trời thì mới hiểu được sự cuối cùng của chúng. Đây là kinh nghiệm rất đáng giá. Nếu chúng ta không đến với hội thánh, nếu chúng ta không tham dự thì giờ thờ phượng Chúa, sẽ có những câu hỏi làm nát óc mà không thể suy nghĩ được. Và hậu quả đó là bỏ Đức Chúa Trời, không còn tin cậy Ngài nữa. Bởi vì quá trái khuấy. Và ngay cả Asaph cũng nói như vậy đó. Khi tôi cố gắng hiểu, không thể nào hiểu được. Nhưng mà khi tôi vào trong nơi thánh, thì tôi bắt đầu thấy sự vinh hiển của Ngài, thấy sự tốt lành của Ngài, thấy sự cuối cùng của kẻ ác là thế nào. Và tôi đã hết lòng biết rằng con đường mình đi là phải, là chính xác. Ngài là Đức Chúa Trời, rất đáng tôn trọng. Chúa của chúng ta, Ngài xuất hiện như một em bé tầm thường, nằm trong máng cỏ. Nhưng bây giờ, chúng ta hãy lắng lòng xuống để nghe Ngài là đấng như thế nào. Kinh Thánh mô tả Ngài là ai? Danh Ngài là gì? Quý vị hãy tưởng tượng, nếu chúng ta đang ở trong căn phòng này, có một người bị ngất xỉu. Lúc bây giờ đây, có ai là bác sĩ ở đây không? Hãy tưởng tượng đó. Tại vì chúng ta ở đây có thể mở cửa đi ra bệnh viện gần lắm, nhưng mà giả sử như là chúng ta ở đây không thể đi đâu được, có một người đang bị ngất xỉu, thì tự nhiên chúng ta sẽ tìm một bác sĩ, phải không? Bởi vì chúng ta biết rằng bác sĩ là người có đủ chuyên môn để giải quyết chuyện đó. Khi chúng ta gặp một vấn đề rắc rối, chúng ta sẽ tìm một luật sư, bởi vì luật sư là người am hiểu những cái quy định có thể giúp chúng ta giải quyết được chuyện đó. Khi chúng ta gặp nan đề, thiếu tiền chẳng hạn, chúng ta cần gặp một người có tiền, rộng rãi, bởi vì đó là câu trả lời. Cảm ơn Chúa, vì chúng ta là con trai, con gái của Ngài. Chúa là đấng chúng ta tin cậy. Ngài là ai? Xin hãy lắng nghe. Sáng Thế Ký, Ngài là đấng sáng tạo. Xuất Ê Díp Tô Ký, Ngài là đấng mua chuộc. Lê Vi Ký, Ngài là thánh. Dân Số Ký, Ngài là đấng dẫn dắt. Phục Truyền Luật Lệ Ký, Ngài là vị thầy. Giô-suê, Ngài là đấng chinh phục toàn năng. Các Quan Xét, Ngài là vị thẩm phán tối cao. Rô-tơ, Ngài là đấng chuộc lại sản nghiệp. Sa-mu-ên Nhất, Sa-mu-ên Nhì, Ngài là vị tiên tri vĩ đại. Các Vua Nhất, Các Vua Nhì, Ngài là vua của các vua. Sử Ký Nhất, Sử Ký Nhì, Ngài là đấng cầu thay cho chúng ta. Ê-sơ-ra, Ngài ghi chép cách trung thực mọi điều. Nê-hê-mi, Ngài là đấng xây dựng lại những gì đã đổ nát. Ê-sơ-tê, Ngài là đấng giải cứu. Gióp, Ngài là đấng chữa lành. Thi Thiên, Ngài là nguồn của sự ca ngợi. Châm Ngôn, Ngài là sự khôn ngoan trong đời sống. Truyền Đạo, Ngài là sự khôn ngoan của chúng ta. Nhã Ca, Ngài là người yêu toàn hảo. Ê-sai, Ngài là hoàng vương an bình. Giê-rê-mi, Ngài là đấng an ủi. Ca Thương, Ngài là niềm an ủi. Ê-sê-chi-ên, Ngài là con người. Đa-ni-ên, Ngài là đấng có từ trước. Ô-sê, Ngài là đấng giàu lòng thương xót. Giô-ên, Ngài là nơi nương náu của tôi. A-mốt, Ngài là đấng phán hứa với tôi. Áp-bia, Ngài là đấng cứu chuộc quyền năng. Giô-na, Ngài là đấng cứu thế gian. Mi-chê, Ngài là sự bình an của chúng ta. Na-hum, Ngài là đấng báo thù. Ha-ba-cúc, Ngài là đấng thánh. Sô-phô-ni, Ngài là đấng cứu chuộc toàn vẹn. A-gê, Ngài là chúa của các cơ binh. Sa-cha-ri, Ngài là con Đức Chúa Trời bị đóng đinh. Ma-la-chi, Ngài là con của sự công chính. Ma-thi-ơ, Ngài là vua. Mác, Ngài là tôi tớ trung thành. Lu-ca, Ngài là con người thật. Giăng, Ngài là con Đức Chúa Trời. Công vụ các sứ đồ, Ngài là Chúa phục sinh. Roma, Ngài là đấng biện hộ. Cô-rinh-tô Nhất, Ngài là sự công chính của tôi. Cô-rinh-tô Nhì, Ngài là đấng đắc thắng. Ga-la-ti, Ngài là đấng cứu chuộc tôi. Ê-phê-sô, Ngài là đầu của hội thánh. Phi-líp, Ngài là niềm vui của chúng ta. Cô-lô-se, Ngài là sự hoàn tất. Tê-sa-lu-ca thứ nhất, Ngài là hy vọng của chúng ta.
Thê-sa-lô-ca thứ nhì, Ngài là sự vinh hiển. Ti-mô-thê nhất, Ngài là đấng trung bảo. Ti-mô-thê nhì, Ngài là vị thầy khả kính. Tít, Ngài là hy vọng phước hạnh. Phi-lê-môn, Ngài là nguồn lợi cho chúng ta. Hê-bơ-rơ, Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm. Gia-cơ, Ngài là quan án công bình. Phi-rơ nhất, Ngài là gương mẫu của chúng ta. Phi-rơ nhì, Ngài là sự thánh khiết. Giang nhất, Ngài là sự sống. Giang nhì, Ngài là khuôn mẫu. Giang ba, Ngài là lẽ thật. Giu-đe, Ngài là nền tảng của đức tin. Khải huyền, Ngài sẽ trở lại trong vinh quang. Còn thiếu gì nữa không? Chắc chắn là không. Khi suy gẫm đến những điều này, chúng ta phải ăn năn. Vì Chúa ơi, con buồn, con thất vọng, con lo lắng, con bối rối về nhiều điều, vì con hiểu Ngài quá ít. Một đấng như vậy đang ở giữa chúng ta. Quý vị đã nhận Ngài. Chúng ta không thuộc về số của những người chối bỏ Ngài. Chúng ta đã nhận Ngài và Ngài ở đây. Ngài chẳng lìa chúng ta, chẳng bỏ chúng ta. Và danh Ngài như đã được kể ra. Còn gì để khiến chúng ta lo lắng, bối rối, hoang mang, sợ hãi không? Chính Phao-lô đã cầu nguyện: tôi cầu cho anh em được biết bề dài, bề rộng, bề cao, bề sâu của tình yêu Ngài. Để kết thúc, tôi muốn chúng ta hãy đọc câu kinh thánh này ở trên bảng. Xin chúng ta cùng đọc chung. Chúng ta có thể đứng lên. Chớ tham tiền, hãy hài lòng với những gì mình có. Vì chính Đức Chúa Trời có phán: ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu. Như vậy, chúng ta có thể nói cách mạnh dạn: Chúa giúp đỡ tôi, tôi sẽ không sợ người đời làm chi tôi được. Tôi trích câu kinh thánh này vì nó nằm trong bối cảnh là tác giả của Hebrew khuyên là đừng có hà tiện, đừng có tham tiền. Nhưng mà không phải chỉ áp dụng trong lĩnh vực tiền bạc không thôi đâu. Chúng ta có thể áp dụng vào mọi lĩnh vực của đời sống. Bắt đầu từ chỗ: vì chính Đức Chúa Trời có phán, ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu. Đấng đó là ai? Chúng ta đã nghe rồi, đã biết rồi. Và suốt cả cõi đời đời vẫn không đủ thì giờ để khám phá ra Ngài tuyệt vời đến mức nào. Đấng đó chẳng lìa chúng ta, chẳng bỏ chúng ta. Và hãy thưa với Chúa rằng: cảm ơn Chúa, Chúa giúp đỡ con sẽ không sợ. Bệnh tật sẽ làm gì con? Thiếu thốn sẽ làm chi con? Bắt bớ sẽ làm con sa ngã sao? Ngài quá tuyệt vời. Không ai có thể làm gì chúng ta, vì chúng ta đã là con của Ngài. Đấng ở trong chúng ta là lớn hơn tất cả những kẻ ở trong thế gian. Lời cầu nguyện của tôi dành cho mỗi một ông bạn chị em bước vào năm mới 2024. Hãy nhớ rằng Chúa là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Ngài chưa bao giờ có ý định lìa bỏ chúng ta, và Ngài sẽ không bao giờ lìa bỏ chúng ta. Amen. Hãy cầu nguyện với Chúa trong thời gian này. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.